Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Nguyễn, ông Càng Bự. Và hôm nay chúng ta review một ông hoàng pet của Tenosac, đó chính là Otolin, cũng lại là một cái tên rất đổi quen thuộc đối với tất cả anh em chơi sắt, là một tượng đài của sắt Teno nha các bạn nha. Bởi vì sao? Bởi vì Otolin cũng có hai dòng, Otolin thường và Otolin Florida nữa. Và bởi vì sao Khánh nói đây là tượng đài? Bởi vì được rất nhiều danh thủ về nhạc jazz sử dụng, và cho tới thời điểm hiện tại, một cái bass Otolin mà nó limited bản cũ Florida mà hay thì nó rơi vào tầm khoảng chừng trên 20 triệu cho một cái bass. Đây là một cái bass high end mà Khánh Nguyễn cầm trên tay. Và cái bass này Khánh cũng ngậm ngùi phải nói lời cảm ơn anh Hoàng Nguyễn đã cho Khánh cơ hội mượn để review và trải nghiệm cái sản phẩm này. Trước đây thì Khánh Nguyễn cũng đã từng thổi qua Otolin rồi, thì Khánh Nguyễn cảm giác một điều á, có cái bass gì mà nó ấm quá, cái bass gì mà nó không có bay cái tiếng nó đì đì khó chịu. Nhưng mà bây giờ Khánh mới hiểu á, Dukov nó sáng rồi thì Otolin nó phải đầm lại. Và thực ra nha, trước khi mà thổi cái bát này á, Khánh Nguyễn nói luôn là cái bát này là Khánh cầm về chưa thử và thổi sống tại chỗ cho các bạn luôn. Nên là cái bát này, là cái clip này á mà review cái bát này, nó sẽ là thuộc dạng sốt dẻo luôn đó. Có thể là sẽ chưa quen, sao tiếng nó sẽ chưa được đẹp, nhưng mà chắc chắn đây là cái sao tiếng thật. Ok, nói về cái tượng đài Otolin này á, thì có quá nhiều cái thông tin ở trên mạng rồi, cũng quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi mà sử dụng, như kiểu là, để coi, tự nhiên bây giờ mà nhắc liền nó lại không nhớ, như kiểu là Sonny Rollins nè cũng sử dụng Otolin nè, ai nữa ta, những John Coltrane, yeah, những người sử dụng bass Otolin toàn là những tượng đài về nhạc jazz thôi. Cho nên đâm ra là chắc chắn là cái hãng này nó cũng nhắm đến thị phần của những nghệ sĩ này rồi, cho nên là mình cũng không có dám quá làm bàn, nó không có nằm trong cái lĩnh vực mà được gọi là am hiểu của mình, cho nên là mình cũng không dám làm bàn đâu. Ok, về cái bass Otolin này, Khánh Nguyễn xin phép nói thêm là nó đang là số 8 nha. Và cái ligature là ligature Zin của hãng Otolin luôn. Thì ở trên cái bass Otolin nó có một cái G. Đây là cái điểm mà nhận biết cái đặc biệt của Otolin, một cái G. Và đi kèm theo cái bass Otolin là chỉ có cái ligature của Otolin nó chơi nó sẽ phù hợp nhất. Và dĩ nhiên là có những cái dòng ligature phụ kiện nó cũng sẽ tương thích với lại cái bass Otolin, nhưng mà để mà đạt được hiệu quả tối đa thì Khánh Nguyễn nghĩ là chỉ có cái ligature kiểu này nó đạt được hiệu quả tối đa của Otolin thôi. Ok, cùng thử cái tiếng của nó như thế nào, tại vì nó quá là sụp dẻo. Khánh Nguyễn không ngờ là đã từng cầm hơn 20 triệu trên tay rồi, nhưng mà không phải là hơn 20 triệu về tiền mặt, mà là 20 triệu mà hiện vật, đó là cái bát mà Sanmer Solid Short Shank bật quan tô nay được cầm bass tenor Otolin là hàng khủng nữa. Ơi, tuổi thân một chút xíu, có những cái điều nó tuổi thân một chút xíu là sao anh Hoàng có toàn đồ khủng như anh Hoàng ơi, cũng tuổi thân lắm nhé, mình chơi cũng lâu mà mình cũng sưu tập đồ cũng nhiều, nhưng mà không có sưu tập được đồ khủng như anh. Nhưng mà không sao, anh sưu tập đồ mình mượn được mà, đâu có gì đâu mà lo. Thậm chí là buồn có thể năn nỉ hay là vaccine ảnh bán lại cho mình cũng được.
mà cái vấn đề đó thì hên xui. Ok, cái bếp Autolink này Khánh Nguyễn sẽ không có review bằng cái Ligatur Ishimori, tại vì nó không có vừa, cái phần thân của nó cao quá nên là chắc chắn sẽ không vừa, mà Khánh chỉ review bằng cái Ligatur Zin của em nó thôi. Ok, đồ jazz à, tự thổi một cái câu nào đó nó jazz hay là một cái tác phẩm nè, câu trong cái tác phẩm jazz nó sẽ như thế nào nhé. Wow, nó nặng dã man luôn. Nó không phải là nó nặng về cái size, mà nó nặng ở đây á là nó nặng về cái sao tiếng, nó lì á, làm cho mình cảm giác mình thổi nó bị nặng, chứ không phải là nặng về cái size đâu nha bạn. Kèn chưa có được căn chỉnh kính hoàn toàn lắm, cho nên là xử lý những cái bass mà nó cái tiếng nó lì lì này có vẻ nó hơi khó. Nhưng mà nhìn tổ chung á, cái về cái sao tiếng đặc trưng của Tolin á, nó có một cái đặc điểm là cái tiếng subtone nó rất là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng luôn. Cái tiếng subtone là cái tiếng các bạn, có nhiều bạn hỏi Khánh là đặc biệt là các anh lớn tuổi hay hỏi Khánh là làm thế nào để mà tạo ra cái tiếng xì 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 trong cái tiếng kèn mà nghe nó hay thế. Rất nhiều người hỏi Khánh cái câu hỏi đó, mà nói Khánh trả lời thì Khánh chả biết sao, thì đó được gọi là cái subtone, thì tạo ra cái tiếng xì phè phè xì 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 xì, nó mang lại cái hơi sắc thái cho cái tiếng kèn của bạn khi các bạn trình tấu. Còn quay về trở lại với cái bass Autolink này, thì cái tiếng subtone đó là cái tiếng subtone tự nhiên luôn, không hề Khánh không hề làm cái tiếng subtone nha, nhưng mà cái tiếng subtone nó rất tự nhiên, rất là mạch lạc. Còn nói về cái sao tiếng thì nó quá chất, thực sự cất tiếng một phát một là biết ngay là người Mỹ, thực sự là như vậy. Nếu mà nói thêm thì tính chắc chắn 100%, cái bass Autolink này nó không phù hợp với tính cách và cái sở thích của cá nhân Khánh. Đó là sự thật, là bởi vì cái tiếng của nó hơi khô, nó hơi không, nó màu sắc của nó rất là đẹp nhưng mà nó không có phù hợp với lại cái cá nhân của Khánh. Nhưng mà ở đây thì Khánh chắc chắn 100% là rất nhiều người thích cái sao tiếng này. Và cái sao tiếng này thì Khánh thấy nó phù hợp với lại nhạc xưa, nhạc trữ tình, hay là nhạc jazz của Mỹ, hay là nhạc jazz
tất cả các dòng dòng jazz nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Blues chẳng hạn, nếu mà kêu Khánh sở hữu và chơi thì chắc chắn Khánh sẽ không có sở hữu, không muốn sở hữu và sử dụng cái Autolink này. Nhưng nếu mà để sở hữu mà sưu tập thì chắc chắn là sẽ có, tại vì Autolink là một tượng đài lớn rồi. Thì nhân đây Khánh Nguyễn cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng Nguyễn đã cho Khánh nào là dâm nè, nào là mượn hai cái mouthpiece, hai cái bag tenor rất là đặc biệt, rất là giá trị để mà Khánh quay clip review mà có thêm tư liệu về những cái sản phẩm của saxophone mà nhiều người chưa được cơ hội trải nghiệm. Thì trong tương lai chắc chắn là Khánh Nguyễn cũng sẽ mời anh Hoàng xuất hiện trên một vài video để mà review những sản phẩm khác, ví dụ như có thể là sản phẩm của HTS Mopis chẳng hạn. Khánh Nguyễn mong nghe những cảm nhận từ các bạn thông qua những video clip này. Và Khánh Nguyễn sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube của Khánh Nguyễn, Ông Kèm Bự.